đây này đông quá, ồn ào. Nay mình đi Walmart, đi một cái chợ của Mỹ nữa, đẹp không? Ngon không? Phía này là bánh mì, phía kia là rau củ quả, ok, rau củ quả, bánh mì ngọt. Bán đồ chiên, đồ nóng. Còn khu này là khu đông lạnh, bán những cái đồ đông lạnh, kem, bơ gì đó. Đó, mấy cái đồ là pizza này, giống như pizza vậy. Và nó có hai lớp này, gà chiên, tôm chiên. Yes. Đó. Rau, chỗ này là rau nó broccoli, cà rốt, cái gói sẵn nè, cái này đậu cái que nè, cái gói sẵn bắp nè, bắp nó làm sẵn đó, rồi cái này nó gói sẵn để xiên, đồ xiên để nướng nè, nó xiên sẵn luôn cho mình. Hộp rau làm nó chia sẵn mình trộn mình ăn. Mỹ thì đó, Mỹ thì người ta hay ăn rau trộn nhé. Cái này là bánh mì của Mỹ. Đó, này là bánh của Mỹ. Kiểu bánh giòn, bánh mềm. Gà đóng gói, các cái sốt mễ, đây là thịt bò, thịt heo các loại, đó thịt bò, thịt heo, các loại thịt, đó bên này là thịt heo, pork nè, đây chữ pork nè, thịt heo, 20 cent. Ồ, nó sale 20 cent, giảm giá 20 cent là bao nhiêu? Gà nè, nó gà quá trình. Gà Tây, bên kia gà ta này gà Tây, thật kỳ, bông tất, thật kỳ, hem. Hem bò nè, stick, hem bò. Cái này cá, salmon, cá salmon. Italy, Atlantic salmon. Tôm nó làm đẹp
chiều rồi đẹp. Cá nè. Dạ, cá sao mừng. Cũng cá sao mừng. Stick gì đó, fish này đó. Là sao? Khó hiểu. Stick là sao? Fish là sao? Để bày cận. Smoke. Không, không khó. Dậm sẵn để đồ dĩa, đồ giấy, dĩa giấy, giấy là đồ uống, thực phẩm, đồ uống, đồ uống. Giấy, ly, dĩa, giấy, đồ, đồ để ráp đồ ăn, để nướng. Đồ ăn món này đây. Bịch để đựng đồ ăn bỏ tủ lạnh. Ziploc để bỏ tủ lạnh. Đựng đồ ăn vô đây. Bát nè, đựng đồ ăn vô bịch nè, bỏ tủ lạnh. Để giữ giữ lạnh nè, cái này thường bao rác. Đó, để lót thùng rác. Đó, cái này là dĩa giấy. Cái này là giấy súc, giấy lau miệng. Giấy bự là giấy lau miệng, giấy xúc nó chỉ nhỏ, cục nhỏ nhỏ, giấy vệ sinh thì cục nhỏ nhỏ, đây là giấy lau miệng, giấy lau miệng, giấy mỏng, giấy mềm, đây là để chùi cọc tiêu. Tẩy cọc tiêu.